tâm rất là bình thường, và để hai người kết nối lại với nhau thì có thể dễ dàng, chị có thể nói rõ ràng hơn về cái quan điểm chia sẻ đó của chị. Thật ra thì các fan thì luôn là yêu mến ca sĩ của mình. Thì hồi hương cũng không có tổ chức fan club hay là cái gì hết, là các bạn là cũng đã thương hương mười mấy 20 năm rồi, thì các bạn giống như là cũng dõi theo mình một cái cách rất là tự nhiên thôi, chứ không có tổ fan club. Thì hương thấy mọi người hỏi cái điều đó thì thật sự đối với hương thấy không rất là bình thường, tại vì trong đối với hương có thấy là cái vấn đề gì đâu. Thì có thể là các bạn fan bao giờ cũng quá lo lắng cho ca sĩ của mình, cho nên là chắc nghĩ là có vấn đề gì đấy, chứ còn bản thân hương thực sự là mọi thứ ở trong showbiz thì bây giờ hương cũng không có tham gia nhiều. Trong cái ký ức của hương thì nó cũng có cái gì để cho mình phải nghĩ là mình có một vấn đề gì với showbiz cả. Như là bây giờ hương như một cái người bạn của showbiz, là một người ủng hộ tất cả những nghệ sĩ, bạn đồng nghiệp cùng thời với mình hay là các nghệ sĩ trẻ. Hương chỉ luôn có một cái tâm thế là luôn luôn ủng hộ mọi người và mong mọi người mỗi ngày tốt hơn để mà cống hiến cho khán giả. Nghĩ là mọi thứ rất là bình thường. Không phải chăng là mọi người hỏi như thế là vì là cái thời điểm mà hai người có nảy sinh ra mâu thuẫn ấy, thì hai người chưa giải thích rõ ràng, cũng như là không nên được rõ ràng mà quan hệ này. Nghĩ là những người nghệ sĩ thì cái chuyện về nghề nghiệp nó luôn luôn là phải đối mặt với rất nhiều thứ, nhưng mà thường khi mọi thứ đó đã qua rồi thì trong đầu họ cũng không có thời gian để mà suy nghĩ về tất cả những cái chuyện đó đâu. Phía trước còn bao nhiêu điều nữa họ phải làm, bất cứ một nghệ sĩ nào cũng vậy, họ hướng về hiện tại và tương lai nhiều hơn là họ nhớ về quá khứ. Hình ảnh trong em mới của chị có một cái phân đoạn đó là chị nhảy dưới mưa á, và chị đội nón. Cái hình ảnh này khá là tương đồng với MV của Mỹ Tâm, MV trắng đen của Mỹ Tâm á, của Mỹ Tâm. Thì chị có biết phần chị có biết điều này không? Chị đã từng xem cái MV đó chưa? Thật sự thì Hương lâu lắm rồi, ít khi Hương lên mạng. Hương ít khi lên mạng, tại vì giống như là Hương đã nói với các bạn là khi mà Hương có thời gian, một khoảng thời gian nào đó để mà làm nghệ thuật thì Hương chỉ có thể tập trung vào công việc của mình thôi, chứ Hương không có thời gian. Nếu mà mình dành thời gian ra để mà xem tất cả mọi thứ thì mình đâu còn thời gian để mà làm cái phần của mình đâu. Cho nên Hương chỉ biết là khi Hương làm thì Hương tin tưởng vào ekip và tất cả mọi người làm cái gì tốt nhất cho Hương, đặt niềm tin vào đối với ekip của mình. Và Hương thật sự cũng không có nắm bắt được nhiều tất cả mọi cái tình hình ở trong showbiz, tại vì showbiz bây giờ quá sôi động và quá nhiều màu sắc. Hương không thể xem hết, hoặc là thật sự Hương rất lười lên mạng. Đến Facebook của Hương đó lâu lắm thì cũng mới lên được một lần thôi à. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người nhé. Chị ơi, chị đang chị em xin riêng mấy